Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng hợp. Các đô đốc chính là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của hải quân, là lá chắn vững chắc nhất và cũng là mũi giáo sắc bén nhất để chống lại hải tặc hoặc quân cách mạng. Tuy nhiên tới giờ vẫn có một vị đô đốc nữa thậm chí còn chưa xuất hiện, đó chính là Ryokugyu. Đây là nhân vật khiến các độc giả cực kỳ tò mò, trong khi Oda đã liên tục thả thính bằng cách nhắc đến thông qua lời của nhân vật khác hoặc nhã hàng đôi chút trong truyện. Cách đây cũng khá lâu, mình có một video về vị đô đốc cuối cùng này, trong đó có dự đoán về tạo hình và xây dựng tính cách tương phản giữa Fujitora và Ryokugyu. Các bạn có thể xem lại video đó để biết rõ hơn. Tuy nhiên trong bài lần trước mình không nói quá nhiều về sức mạnh hay trái quỷ của Bò Lục bởi chẳng thể dự đoán được điều gì. Tuy nhiên sau khi chứng kiến Queen bệnh dịch thể hiện trong hai chapter 999 và 1000, mình bắt đầu nảy ra ý tưởng cụ thể hơn về sức mạnh thực sự của Ryokugyu, cũng như lý do ông ta không cần ăn uống. Sau đây xin mời các bạn theo dõi hết video và cùng thảo luận về chủ đề thú vị này nhé. Trước tiên mình xin nhắc lại, trong video này chúng ta sẽ không bàn đến những giả thuyết cũ, ví dụ như việc Ryokugyu sẽ tới Wano Quốc, mà chỉ tập trung vào sức mạnh cũng như xuất thân của vị đô đốc này. Theo đó mình sẽ nêu suy nghĩ của bản thân về Bò Lục, người vẫn chưa xuất hiện trong One Piece. Trước khi bắt đầu với Ryokugyu, mình sẽ điểm lại các đô đốc cũ trước và giải thích suy nghĩ về họ. Mặc dù những phân tích đó đã có từ lâu nhưng mình nghĩ nó vẫn rất quan trọng đối với những ý tưởng của bản thân về Ryokugyu. Hãy bắt đầu với Aokiji, người mà chúng ta gặp lần đầu tiên ở Wrong Ring Wrong Land. Biệt hiệu của ông ta có nghĩa là chim xanh bị trĩ và sở hữu trái quỷ Hiehienomi hệ Logia. Đô đốc tiếp theo mà chúng ta gặp là Kizaru tại quần đảo Sabaody. Cái tên Kizaru có nghĩa là khỉ vàng và ông ta là người ánh sáng, sở hữu trái Pika Pika. Đô đốc cuối cùng xuất hiện trước time skip là Akainu, người đoạt được danh hiệu MVP trong trận chiến Marineford. Tên của hắn dịch ra thành chó đỏ và Akainu đã ăn trái Magu Magu no Mi. Một điểm chung của ba đô đốc cũ chính là mối liên hệ giữa biệt danh và năng lực của họ. Tất cả đều sở hữu các trái quỷ hệ Logia cực kỳ bá đạo. Màu đỏ của dung nham với sự trưởng thành của chó chính là đại diện của Akainu, kẻ luôn tôn thờ công lý tuyệt đối. Chim chỉ hoặc gà lô là động vật sống trên mặt đất, đó là lý do Aokiji hay đi phượt bằng xe đạp thay vì ngồi trên tàu. Màu xanh cũng là màu chủ đạo của băng. Còn khỉ vàng Kizaru, màu vàng đại diện cho ánh sáng, thứ trái cây mà ông ta ăn. Thêm nữa là khỉ luôn sống theo bầy đàn. Kizaru lần đầu tiên xuất hiện cũng khác với Aokiji và Akainu. Ông ta đem theo cả hạm đội, hành động chung với người cháu Sentomaru. Và đặc biệt hơn nữa, màu vàng còn được tầng lớp vua chúa thời xưa sử dụng. Có thể nó đại diện cho tầng lớp, nên Kizaru cũng là người ra tay xử lý Luffy khi cậu tấn công Thiên Long Nhân. Còn giờ là đô đốc sau time skip, hồ tím Fujitora. Tất nhiên cũng giống như Akainu, Aokiji hay Kizaru, Fujitora không phải tên thật mà ông ta tên là Isso. Theo như lời của Fujitora, ông ta gia nhập hải quân chỉ nhắm mục đích thực thi công lý của bản thân và xóa bỏ cái hệ thống thất vũ hải. Nhờ cuộc tuyển quân trên toàn thế giới của Akainu mà Fujitora được bổ nhiệm thẳng lên vị trí đô đốc, giúp ông ta có tiếng nói trong hệ thống chính quyền. Áp dụng mô típ này, ta có thể thấy màu tím đại diện cho các quốc gia không liên kết với chính phủ thế giới. Bởi dựa vào trang phục lẫn tạo hình, dễ dàng nhận ra Fujitora mang phong cách Wano Quốc, một đất nước biệt lập, không thuộc liên minh với chính quyền thế giới. Ngoài ra hổ là một sinh vật sống đơn độc nhưng lại có tính xã hội rất cao. Tức là chúng săn mồi một mình nhưng vẫn ngủ chung với những con khác cùng loài, cụ thể là các con đực thường tranh nhau nhưng vẫn có chung lãnh thổ với con cái. Nó giống với Fujitora, ông ta luôn có cách làm riêng, bất chấp việc chống lại mệnh lệnh của cấp trên. Chắc các bạn nghe cũng khá dài rồi, giờ sẽ là phần chính là đô đốc Bò Lục. Chắc chắn cái tên Bò Lục không đồng nghĩa với một trái doan bò, bởi mình vừa phân tích bên trên thì biệt danh của các đô đốc chỉ tượng trưng cho con người họ. Mình đọc được rất nhiều giả thuyết về sức mạnh của Ryokugyu liên quan tới cây cối vì nó có màu xanh lục. Nhưng Oda mà chúng ta quen không dễ đoán như thế. Nếu ba đô đốc cũ có màu sắc tương ứng với sức mạnh thì sau time skip đã có chút thay đổi. Năng lực của Fujitora là hệ Paramecia, nó không có màu sắc riêng biệt giống hệ Logia, mà như mình mới nói bên trên, màu tím đại diện cho các quốc gia không thuộc chính phủ. Còn với Ryokugyu, mình cho rằng màu xanh đó cũng không đại diện cho cây cối, mà nó là sự chữa lành. Do đó, có thể trước khi trở thành đô đốc hải quân thì Ryokugyu là một bác sĩ kiêm nhà khoa học. Bởi ngay cả trong phe hải quân cũng có trung tâm quân y, nơi chữa trị cho các binh sĩ. Việc có một nhân vật mạnh mẽ trong lực lượng quân y cũng giống như Mazen Lăng hay và Shiryu cùng cai quản Impendao trước đây vậy. Nhưng sau khi Akainu lên nắm quyền, hắn muốn bổ sung sức mạnh cho hải quân nên tiến hành chính sách cưỡng bức tổng quân khắp thế giới. Trong đó có hai nhân vật được bổ nhiệm thẳng vào vị trí đô đốc là Fujitora và Ryokugyu. Ở Green Beat Doflamingo từng bảo rằng
Ngươi chính là Tử Hổ, kẻ đặc biệt được chỉ định vào vị trí đô đốc tại cuộc tuyển quân toàn thế giới. Ta đã được nghe vô số lời đồn đại. Nghe đồn, nếu xét về sức mạnh thì hai con quái vật nhà ngươi và Lục Ngưu được xem là 8 lạng nửa cân. Vậy là Fujitora và Ryokugyu có sức mạnh ngang nhau, nhưng Doflamingo là chùm thế giới ngầm, nhưng chỉ nghe đồn đó là lần đầu hắn gặp Fujitora. Còn Akainu phải biết rất rõ nên mới chỉ định hai người này làm đô đốc. Ngưu Lão Tình chấp thuận cũng phải có lý do. Mình tin chắc Ryokugyu đã ở trong các tổ chức của chính phủ từ trước đó, trái ngược với người đồng cấp Fujitora, giống một lãng khách hơn. Lát nữa mình sẽ nói cụ thể hơn tại sao Ryokugyu lại gia nhập hải quân. Còn bây giờ chúng ta hãy thử dự đoán xuất thân của đô đốc này. Theo hướng suy luận hiện tại, mình nghĩ Ryokugyu có liên quan gì đó đến vương quốc Broom, quê hương của Chopper. Cụ thể ông ta là người dân ở đây. Khi bằng mộ rơm tới tìm bác sĩ để chữa trị cho Nami, Danton đã chỉ cho họ nơi ở của Dr. Kuraha và nói rằng bác sĩ duy nhất ở vương quốc này là Kureha, được người ta gọi là nữ phù thủy đang sống ở trong tòa nhà ấy. Mọi người hết sức bất ngờ khi nghe tin cả đất nước chỉ có một bác sĩ. Danton giải thích lý do là trước kia trong làng cũng có bác sĩ, nhưng vì một số nguyên nhân tất cả đều chết hết. Vương quốc Drum trước đây nổi tiếng với kiến thức y khoa, nhưng từ khi Wapol trở thành vua, ông ta ban hành luật chỉ cho phép 20 bác sĩ trong cung điện ở lại. Điều này dẫn tới khả năng là Ryokugyu thuộc diện trai đẹp bị trục xuất vì là bác sĩ. Biệt danh bộ lục của ông ta cũng liên hệ khá nhiều tới vương quốc Drum. Đây là hình ảnh đầu tiên tại vương quốc Drum khi băng mũ dâm đặt chân tới ngôi làng của Danton. Một con bò xuất hiện ngay trong khung tranh đầu. Và trùng hợp thay, năng lực của Danton cũng là doan bò. Dr. Kureha cũng mặc một chiếc áo in hình con bò. Và điều này dẫn tới giả thuyết về sức mạnh của Ryokugyu như sau. Điều phổ biến nhất về bò đực là chúng dễ nổi điên khi bị kích thích. Giống loài bò tót nhìn thấy màu đỏ vậy, rất có thể Ryokugyu cũng có sự điên cuồng tương tự. Một khi phát tác thì không còn phân biệt được địch ta mà mất kiểm soát hoàn toàn. Tất nhiên không phải nhìn thấy màu xanh thì ông ta hóa trao, giống cái biệt danh mà mình cho rằng nó tương tự với Chopper khi sử dụng Rumbobo trước Time Skip. Chopper theo học y thuật của bác sĩ Kureha và phát minh ra những viên thuốc kích thích. Sau khi chơi liền 3 viên kẹo thì chủ tịch biến thành quái vật. Rumbobo lúc đó khiến Chopper mất kiểm soát, tấn công tất cả mọi người cho đến khi kiệt lạc, kiệt sức. Sau Time Skip, chủ tịch đã làm chủ bản thân tốt hơn, nhưng trường hợp của Ryokugyu lại không giống như thế. Có lẽ ông ta cũng đến từ vương quốc Drum, và chính Ryokugyu mới là người đầu tiên nghiên cứu thuốc tăng cường sức mạnh cho bản thân. Nhưng mỗi lần sử dụng nó, ông ta lại mất kiểm soát, tàn phá mọi thứ xung quanh, khiến chính bản thân cũng cảm thấy sợ hãi thứ sức mạnh ấy. Biết đâu vì vậy mà Wapol mới trục xuất các bác sĩ, chỉ giữ lại đúng 20 người trong cung điện, nhằm ngăn chặn có kẻ nghiên cứu phát minh ra loại mai thúy tổng hợp khác. Và sau khi Ryukyu rời đi, bác sĩ Huy lưu lức, hoặc chính Dr. Kureha đã thu thập lại những nghiên cứu của ông ta, rồi chú Tuần Lộc Chopper đã đọc chúng trong thời gian theo học y thuật và tạo ra được Rumbobo. Và thứ sức mạnh này mang màu xanh nên Ryokugyu mới được gọi là bò lục, vì ông ta giống một con bò điên. Các đô đốc trước Time Skip đều ăn trái quỷ hệ Logia, hiện tại mọi thứ đã khác, nhiều suy đoán cho rằng đô đốc cuối cùng ăn trái doan cho đủ bộ. Nhưng mình nghĩ chưa chắc, biết đâu được sức mạnh của Ryokugyu lại tới từ khoa học. Nhưng ông ta sợ hãi sức mạnh của mình nên quyết định tìm đến hải quân để họ nhốt ông ta lại. Chỉ những kẻ mạnh trong hải quân mới kiểm soát nổi Ryokugyu. Sau cùng ở phía chính quyền, có một người kiểm soát được cơn điên của Ryokugyu thật, đó chính là nhà khoa học thiên tài Vegapunk. Ở chapter 905, Ryokugyu còn nói với Furitoza như sau. Ai đã đi cả quãng đường dài rồi mà, còn cái ông già Vegapunk đó đang làm gì rồi? Tôi chưa có cơ hội gặp ông ấy, nhưng ông ấy đã tạo ra một thứ thực sự tuyệt vời. Fujitora chưa tận mắt nhìn thấy tiến sĩ Vegapunk với mắt ông ta mù, còn Ryokugyu thì hỏi thăm khá thân mật. Mình đoán Ryokugyu đã gặp Vegapunk nhiều lần, chính ông ta giúp bò lục không hóa trao bằng cách tạo ra loại thuốc giúp Ryokugyu kiểm soát bản thân. Và nhờ sức mạnh khủng khiếp đó, Akainu bổ nhiệm luôn Ryokugyu làm đô đốc. Còn ông ta đồng ý, đơn giản vì chỉ ở trong hải quân, ông ta mới không lên cơn điên được, vì ở đây có Vegapunk. Lại nói thêm về sức mạnh của Ryokugyu, ông ta kể đã 3 năm nay mình không ăn gì. Điều đó khiến trên các diễn đàn One Piece xuất hiện giả thuyết về việc cây cối quang hợp nên không cần ăn uống. Tuy nhiên mình tin màu xanh mang hàm nghĩa biểu tượng cho sự hồi phục, chữa lành chứ không phải cây cỏ. Còn chuyện không cần ăn uống thì nhìn cơ thể Ryokugyu trông to lớn hơn Fujitora rất nhiều, biết đâu nó đã được cải tạo một chút. Cụ thể là Kuma từ một con người đã được Vegapunk biến thành người máy hoàn toàn. Hay Frankie cải tạo bản thân thành cyborg, nữ hoàng dao kéo khuyên bệnh dịch còn xịn hơn, sửa chữa cả cơ thể hệ doan.
Trong dạng con người, cánh tay trái của Quinn giống tay của robot, nhưng khi hóa thành khủng long ở chapter 999, hắn còn bắn Marco bằng một khẩu súng trong miệng. Sang chapter 1000, cổ của Quinn còn vươn dài ra để tấn công. Như vậy là không chỉ con người mà ngay cả trong hình dạng thú của hệ Doan thì nữ hoàng rau kéo vẫn cải tạo được. Vì vậy mình không bất ngờ nếu Ryokugyu làm được điều tương tự. 3 năm không cần ăn có thể chung với thời điểm ông ta gặp Vegapunk lần đầu, và tiến sĩ Vegapunk thực sự đã làm gì đó với cơ thể của Ryokugyu. Và cuối cùng, mình sẽ thử nhận định về trái quỷ mà Ryokugyu sở hữu. Theo mình, nó không phải một trái Logia giống ba đầu đốc cũ, cũng không phải Paramecia mà là hệ Doan. Cụ thể mình đoán nó là trái Hitohito no Mi, nhưng lại biến ông ta thành một loài quái vật hoặc quỷ nào đó có hình dạng con người. Cho các bộ phim hay truyền thuyết không thiếu trường hợp như vậy, và màu xanh cùng sự mất kiểm soát là mình liên tưởng đến Hulk. Có thể Ryokugyu biến thành một dạng gì đó tương tự như vậy, thuộc hệ cận chiến nên ông ta nghiên cứu loại thuốc giúp thể chất tốt hơn, tăng cường sức mạnh và chữa lành vết thương trong chiến đấu. Hoặc khi biến hình là hóa điên nên Ryokugyu mới tìm cách tự chữa bệnh cho mình và nghiên cứu thuốc. Nhưng ông ta thất bại và tìm đến Vegapunk, người cực kỳ giỏi về nhân tố di truyền có thể giúp được Ryokugyu. Còn các bác sĩ của vương quốc The Room thì ai cũng dị hết. Một chú tuần lộc nói tiếng người làm bằng Hiloluk, hai Dr. Kureha bị gọi là phù thủy, vì mỗi khi chữa bệnh xong là bà lấy bất cứ thứ gì trong nhà coi như thù lao. Có lần còn nói 50% tài sản của gia đình bệnh nhân. Và nên chẳng có gì bất ngờ nếu Ryokugyu là một bác sĩ tâm thần chế ra thứ thuốc quái đản nào đó. Kết hợp với trái doan nên mình mới bảo màu xanh tượng trưng cho sự hồi phục. Tóm gọn lại thì giả thuyết này như sau: Ryokugyu là một bác sĩ của vương quốc The Room, nhưng sợ hãi sức mạnh của bản thân mỗi khi hóa điên nên gia nhập hải quân rồi được Vegapunk giúp chữa bệnh. Ông ta sở hữu một trái doan biến thành quái vật có hình dạng giống con người, rồi nghiên cứu cách kiểm soát bản thân bằng thuốc thì lại tạo ra thứ còn kinh khủng hơn. Sau này Chopper tìm thấy những nghiên cứu đó và chế thành công Rumble Ball. Đó là những giả thuyết của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay đừng quên bấm like, subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.